Welcome back. Coi map này sao nhìn khó vậy ta. Làm sao hè, làm sao hè. Có qua đây coi có gì không. Hay là cái này coi hả? Rồi. Hộp 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 hộp. Rất hòa bình. Ai luôn. Ủ đất rất ghê đó bài. Là ăn đây. Coi.
rớt xuống mạnh quá là nó đặt đi cái chỗ khác. Ở lại là học mình không để cho nó, mình bại quá. Bại quá. Này phải hai cục chứ còn một cục là không mẫu, một cục mà không có tác dụng gì hết. Đây thì nếu như mình không làm đúng rồi, yeah, chuẩn cơ mẹ nó rồi. Gì đấy, đâu đâu rồi. Hiểu rồi. Coi nè. Bài rồi. Đó xuống. Yeah, chuẩn cơ mà nó nha. Hổ này ra này. À góc đó hả? Mình đã tìm ra. Tắt lên. Oh yeah. Là ối về ai bây giờ đã phải có hai cục thì mới lên được, còn không là không lên được. À, biết mà. À hai cục mẹ. Tại nào là khổ vậy. Làm sao quăng, sao quăng. Kéo gì? Sao à?
rồi đó à. Hút 500. 500 hút là sao? Này nó bao lâu? Đó là kỹ nha. Đó đâu tác dụng gì ta? Ai cho tôi biết chỗ này chơi sao không? Được. Còn là môn ta coi nhức não à. Đó đó nó bao bay đâu, ở đây là không có gì hết nữa đâu. Không hiểu được, không biết tác dụng làm gì đây, chẳng biết. Ai tác dụng gì đây, dụng gì đây, đi coi. Setting control thái độ movie control action là hết rồi mà. Ai biết không nhỉ? Có ai biết ở trên đây làm cái gì không nhỉ?
đang mấy cái khúc này làm gì trời. Cha múc lên ở bên đây đâu có cái gì để đi đâu ta. Chà, không biết đường nghe. Cái chỗ này thì thấy đồ đồ vào ra đầu đi. Gỗ này làm gì ta? Ở đây trừ cái thả lây là súng thôi chứ làm gì. Cảm ơn, mình chơi lại sau. Thank you.